Xin chào các bạn, mình là Nam Em ở mạng xã hội tinh tế.vn. Và trên tay của mình là những viên pin di động thương hiệu Meizer. Những viên pin di động bé xíu à, rất là xinh. Anh em nhìn nó nhỏ xíu vậy thôi nhưng thực ra là dung lượng nó tới 10.000mAh nha. Rất là gấu luôn ha. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp ra xem ha. Cái thương hiệu Meizer này là thương hiệu do công ty TLC Trading họ đem về Việt Nam và phân phối chính hãng. Thì anh em thấy cục pin Meizer này có rất là nhiều màu. Mình đang cầm trên tay những màu như là màu bạc nè, màu đen, màu xanh dương hoặc là màu đỏ. Cái hoàn thiện của pin này là hoàn thiện sơn bóng và nó có những cái đường vân rất là đẹp. Thì trong những cái màu rất là đẹp đó thì có màu xanh nó đặc biệt hơn chút xíu. Khi các bạn nghiêng nó trong ánh sáng các bạn sẽ thấy là màu xanh nó sẽ hơi đổi màu nhẹ sang những cái màu khác đẹp hơn. Cầm trên tay hoàn thiện rất là đẹp luôn. Chúng ta có cái nút để kiểm tra lượng pin. Anh em bấm vào lên có thể biết được lượng pin gần như là chính xác của cục pin này. Nó có 4 bóng đèn hiển thị mà. Đầy đủ 4 bóng đèn là cục pin này đầy 100%. Còn từng cái bóng đèn con là tương đương với lại 25% ha. Cái cục pin này nó có hai cổng, một cái cổng USB-C Power Delivery 18W và một cái cổng Quick Charge 3.0 Quick Charge 3.0. Không tin cấu hình nè. Battery cell là 10.000mAh, 36.4Wh. Cổng vào là USB-C, cổng ra là anh em có thể sạc USB-C hoặc là USB-A, sạc hai thiết bị cùng lúc luôn. Và nó có cái công nghệ là bảo vệ dòng, bảo vệ cho pin của điện thoại các anh em. Sạc đây là tự động ngắt pin. Meizer là một thương hiệu đến từ Singapore. Cái kích thước của cục này là 79mm, 56mm và 26mm. Thì anh em thấy là gần như nó bé hơn cả một cái thẻ tín dụng luôn. Và bây giờ mình sẽ so sánh sơ với kích cỡ với một số viên pin mình đang có ha. Anh em thấy viên pin màu trắng này là một cái viên pin 5.000mAh mà kích cỡ nó gần như là bằng cục pin 10.000mAh của mình. Và mình sẽ so sánh thêm với một cái cục pin 10.000mAh. Anh em thấy cái cục 10.000 này nó to hơn cái cục 10.000mAh rất là nhiều ha. Gần như đây là cái cục pin 10.000mAh nhỏ nhất mà mình đã từng được sử dụng qua luôn á. Về hoàn thiện, về độ sắc sảo này nọ thì mình cầm cái cục Meizer mình cảm thấy rất là thích. Hoàn thiện rất là đẹp và cái nước sơn á, nước sơn anh em nhìn thấy rất là bóng, rất là đẹp luôn. Lên màu rất đẹp. Thực sự thì khi lựa chọn thì mình cũng hơi khó khăn để lựa chọn là nên lựa chọn cục màu xanh dương hay màu trắng hay màu bạc hay là màu đỏ, bởi vì mỗi màu nó đều có những cái vẻ đẹp khác nhau luôn. Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng những cái cục Meizer 10.000mAh bé xinh này? Các bạn nữ nè, thích những cái thiết bị nhỏ nhỏ mà có dung lượng cao với màu sơn rất là đẹp thì có thể sử dụng cục này. Hoặc là các bạn nam thích những cái màu mạnh mẽ như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, chúng ta có cục pin di động để trong ba lô. Tại vì khi cần thì chúng ta chỉ cần sạc thôi và nó hỗ trợ sạc nhanh mà. Dùng Android cũng sạc nhanh được, dùng iPhone cũng sạc nhanh được. Cái này nó có Quick Charge 3.0 thì anh em có thể hỗ trợ sạc cho tất cả những cái máy Android mà hỗ trợ Quick Charge 3.0 của Qualcomm. Và cái cổng USB-C Power Delivery thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone luôn. Bởi vì iPhone thì anh em biết nếu như anh em sử dụng cái cáp USB-C và Lightning anh em cắm vào thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone. Như công bố của Apple thì cái sạc nhanh của iPhone là trong vòng 30 phút thì nó sẽ sạc lên đến 50% của pin. Thì chút xíu nữa mình sẽ để time lapse, mình sẽ sạc trong vòng 30 phút để test xem là trong vòng 30 phút thì có sạc nhanh được cho cái iPhone của mình hay không ha.
cái setup quay timelapse của mình ha. Mình để cái GoPro đây, mình quay và mình để cục pin này kia, để có cái đồng hồ nè. Lúc mình quay là 10 giờ kém 15 phút, bây giờ là 10 giờ 15 phút, và mình sẽ test xem lượng pin của cái iPhone của mình bây giờ nó như thế nào rồi nha. Xem 54%. Ok anh em, vậy là đúng với lại công bố của Apple rồi, trong vòng nửa tiếng anh em có thể sạc được đến 50% pin. Như vậy là cục pin Major này hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone của mình rồi. Quá ngon rồi ha. Đối với mình thì cái sạc nhanh của iPhone như vậy là mình đã sử dụng rất là ok rồi. Ví dụ như mình cả ngày đi làm đâu đó về, mình điện thoại mình bị hết pin, thì sau đó mình cần phải ra ngoài, cần phải đi công việc, cần phải đi tiệc hay là đi chơi gì đó, thì mình chỉ việc cắm vào, và trong lúc đó thì mình đi tắm, trong vòng 30 phút sau mình tắm, mình thay đồ ra là mình đã có cái điện thoại, mình đã được 50% pin, là mình có thể đi chơi suốt đêm rồi, tới khuya về. Ngoài những viên pin 10.000mAh siêu nhỏ thì TLC Trading còn đem về Việt Nam những cục pin Major có hỗ trợ sạc không dây. Ví dụ đây là viên pin 20.000mAh và có hỗ trợ sạc không dây. Thì các bạn sẽ, cái này cho mình để điện thoại lên, và cái này là cái phần đế để chúng ta dựa cục pin lên như thế này, và chúng ta để điện thoại vào để sạc không dây. Cục 20.000mAh này nè, nó có cái màn hình hiển thị cho các bạn biết hiện nay mức độ pin còn lại là bao nhiêu, rất là hay ha. Và đây là viên 10.000mAh thì nó mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn. 20.000mAh thì dành cho trường hợp là các bạn có nhu cầu đi đâu đó trong vòng 5-6 ngày chẳng hạn, thì có thể mang theo cái cục này, không sợ hết pin. Hoặc là các bạn có cần thêm sạc không dây thì có thể sử dụng cục 10.000mAh, cũng rất nhỏ gọn này. Hai cái này đều cũng chung cái form là các bạn bật ra và gác điện thoại lên. Và nó hỗ trợ sạc nhanh 10W không dây cho iPhone, cho Android. Mình sẽ bật chức năng sạc lên. Báo sạc liền. Cái thiết kế có chân đỡ, chân đứng của cái cục pin sạc không dây Major này giúp các bạn để điện thoại lên trên bàn mình theo cái form, và giúp các bạn có thể nhận được thông báo hoặc là xem những cái tin nhắn trên điện thoại mình đến khi điện thoại đang sạc pin. Và hãng TLC Trading cũng nhắn với mình là trong đợt đầu họ phân phối thương hiệu Major Việt Nam mình á, thì khi anh em mua hàng bất kỳ sản phẩm nào ở đại lý chính hãng ở Việt Nam mình á, thì đều có khả năng được tặng một cái nón bảo hiểm rất là đẹp, và số lượng nón bảo hiểm thì có hạn nha anh em nhanh tay mua đồ nha. Cảm ơn em, mình là Nam Em ở mạng sôi tinh tế .vn, và đây là cái cục pin Major. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Cảm ơn em.